Ủy ban nhân dân phường Tây Lộc thông báo về việc nên rút công khai hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất nền. Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường đang tiếp nhận và giải quyết năm hồ sơ đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn phường Tây Lộc, thành phố Huế. Ủy ban nhân dân phường Tây Lộc thông báo về việc niêm yết công khai hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường đang tiếp nhận và giải quyết 5 hồ sơ đăng ký xin cấp giấy chứng nhận của lần đầu của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn phường Tây Lộc, thành phố Huế. Nay, Ủy ban nhân dân phường thông báo công khai 5 hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu của các hộ gia đình cá nhân trong thời gian 15 ngày tại nhà văn hóa khu vực 1, 4, 5, 8 và Ủy ban nhân dân phường Tây Lộc, thành phố Huế kể từ ngày 8 tháng 11 năm 2024 đến hết ngày 22 tháng 11. Ban nhân dân phường Tây Lộc thông báo về việc niêm yết công khai hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường đang tiếp nhận và giải quyết 5 hồ sơ đăng ký xin cấp giấy chứng nhận của lần đầu của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn phường Tây Lộc, thành phố Huế. Nay, Ủy ban nhân dân phường thông báo công khai 5 hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu của các hộ gia đình cá nhân trong thời gian 15 ngày tại nhà văn hóa khu vực 1, 4, 5, 8 và Ủy ban nhân dân phường Tây Lộc, thành phố Huế kể từ ngày 8 tháng 11 năm 2024 đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2024 để cho mọi người được biết. Trong thời hạn trên, ai có điều gì cần khai báo hoặc không đồng ý liên quan đến việc đăng ký xin cấp giấy chứng nhận của các hộ gia đình cá nhân nói trên thì có đơn phản hồi cho Ủy ban nhân dân phường Tây Lộc để được xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. Sau ngày 22 tháng 11 năm 2024 sẽ không xem xét giải quyết. Ủy ban nhân dân phường tiến hành xác nhận, liên chuyển hồ sơ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định. Danh sách các hồ sơ. Một, hồ sơ của ông Hồ Văn Trung đại diện thừa kế, địa chỉ thửa đất 41 Ngô Thế Lân, nguồn gốc sử dụng đất cha mẹ nhận chuyển nhượng chết để lại. Hai, hồ sơ của ông Phan Đình Mùi và bà Hồ Thị Tuyết Vân, địa chỉ thửa đất 6/61 Trần Nhân Tông, nguồn gốc sử dụng đất nhận chuyển nhượng. Ba, hồ sơ của ông Võ Dũng và bà Nguyễn Thị Mai, địa chỉ thửa đất 2/162 Tôn Thất Thuật, nguồn gốc sử dụng đất bố mẹ cha. Bốn, hồ sơ của ông Lê Đình Xuân đại diện thừa kế, địa chỉ thửa đất 3 Trần Khánh Duy, nguồn gốc sử dụng đất bố mẹ nhận chuyển nhượng chết để lại. Năm, hồ sơ của ông Đinh Văn Hải và bà Nguyễn Thị Thu Hương, địa chỉ thửa đất 44 Thánh Giống, nguồn gốc sử dụng đất do phường cấp,